Tiếp nối chương trình hôm nay, xin giới thiệu nghệ sĩ Đàm Thanh sẽ trình bày độc tấu mandolin bài Tình ca Tây Bắc. Tình ca Tây Bắc. Xin mời. Xin hết, xin hoan nghênh. Bây giờ tiếp theo nghệ sĩ Đàm Thanh sẽ đọc thơ, đọc một vài bài thơ kỷ niệm. Nghệ sĩ Doan Tích thì có thể đệm sáo cho đọc thơ được. Xin mời anh. Cái kia sáo dọc. Đọc thôi, anh cứ thổi bình thường cứ theo. Cho nó có tiếng chất, có tiếng đàn. Thank you.
yêu đô các quy tắc đi. Nghệ sĩ Đàm Thanh sẽ đọc bài thơ Đón Bạn của nhà thơ Thanh Tùng nhân dịp các bạn cách đây 50 năm về chơi và có cả các nghệ sĩ nổi tiếng của Nam Định về chơi thăm nhà. Thế xin mời nghệ sĩ Đàm Thanh đọc thơ và dưới sự đệm sáo của nghệ sĩ Doãn Tích. Tiếp theo, xin đọc bài Đón Bạn nhân dịp nghệ sĩ đàn bầu Hiếu ở Nam Định ra chơi thăm nhà năm 2007. Xin mời. Xin cảm ơn, rất hay.